màn hình máy tính độc đáo nhất LG Dual Up. Không phải màn hình hấp dẫn với số đông, nhưng LG Dual Up mang đến một điều gì đó độc đáo cho thị trường màn hình, đặc biệt những người sáng tạo làm việc ở các tỷ lệ khung hình khác nhau. Ngay từ phần kích thước, bạn có thể thấy độ dị của LG Dual Up khi sở hữu kích thước 28 inch, tấm nền Nano IPS cao cấp, tỷ lệ khung hình 16:18 với độ phân giải 2560x2880, giống như hai chiếc màn hình 21,5 inch xếp chồng lên nhau, rộng hơn một màn hình 21 inch điển hình nhưng cao hơn một màn hình 32 inch. Đây là màn hình cực kỳ tuyệt vời để chỉnh sửa ảnh, xem preview khi dựng video sẽ có nhiều không gian hơn để xem chi tiết dễ dàng hơn. Khi soi ngang ở tỷ lệ 18:16, bạn sẽ có một màn hình rộng 24 inch nhưng cao hơn nhiều, cung cấp tổng không gian hiển thị nhiều hơn 50%, rất thích hợp để sử dụng hàng ngày và chỉnh sửa tài liệu. Vật liệu hoàn thiện mà LG đem đến cho 28MQ780 cho cảm giác tốt hơn những thế hệ Series 6. LG Dual Up sử dụng cánh tay nâng phía sau giúp điều chỉnh cực kỳ linh hoạt. Màn hình sử dụng một cổng USB-C có thể cấp nguồn 90W cho laptop. Bên cạnh đó còn có hai cổng HDMI và một DisplayPort. Dual Up có độ sáng tối đa 300 nit và có thể bao phủ 98% gam màu DCI P3. Khả năng hiển thị màu rất rộng, không thua kém đối thủ nào. Gam màu của Dual Up đủ để đáp ứng hầu hết các đối tượng như chỉnh sửa hình ảnh, biên tập video và những người sáng tạo nội dung khác. Với một tỷ lệ đặc thù, LG Dual Up rõ ràng không phù hợp để xem phim hay chơi game. Nhưng với những người làm việc nhiều, đây lại là món đồ xứng đáng để đầu tư. Mức giá không cao nhưng hiệu quả đem lại rất bất ngờ.